Trước đây hai em cũng theo nghề bố thôi. Xưa là ba làm từ từ lâu rồi, từ lúc giải phóng Cũng đến giờ. bốn mấy năm rồi đó. Rồi lúc sau rồi năm 92 là anh Vũ mới ra. Rồi anh thì năm 96 anh mới ra làm. Trước đây thì anh cũng không đam mê, anh cũng cũng học cái này cái kia, học sửa xe rồi học cuốn motor, học đủ loại hết á. Rồi tự nhiên mình đi theo ba chơi thôi, theo ba chơi rồi cũng ra ngoài cầm ghế mình nghịch nghịch cắt, rồi cứ rồi lúc nào thích lúc nào không hay, rồi cứ đi theo ba rồi học rồi đó. Chứ trước đây cũng không hẳn là đam mê, khi đời khi mà cắt được rồi thì rất là đam mê, rất là tâm huyết. Thành thử ra thời gian đó anh rất là đông khách, đông nhất ngoài Sài Gòn. Hồi đó có tên là Vũ Minh Khai chứ không phải là Vũ Chí. Trước khi ấy thì cũng làm nhiều nghề nhưng mà mỗi mọi thứ làm chỉ có 1-2 tuần, 1-2 tháng gì mà qua giờ hết tóc mới là đi theo lâu tới giờ. Mà cũng có khoảng thời gian anh đi bộ đội á, vô hết tóc cho sĩ Sĩ quan quan rồi lính bạn bè hết, trong đó hết nhiều lắm. năm 2007 thì anh có đi học vào trường quốc tế và nắm bắt được những cái của trường quốc tế để mình sau này mình có dạy cho các em cho nó dễ. Hôm nay cũng được bám cơ sở thì cũng cũng cảm thấy hài lòng. Anh cũng có một shop tattoo riêng của anh, mở nhiều chi nhánh. Mình cái lo lắng là mình không, giống như là không có tiếp xúc được với các nhân viên của mình nhiều, không có chia sẻ được nhiều, nên tại vì mỗi người phải chạy trên này chút, chạy chỗ kia chút, nên cái thời gian nó dành cho nhân viên nó bị ít lại. Cái đó cũng là cái quan trọng đối với anh. À, cái này là hoàn toàn là của Vũ Chí. Cũng có rất nhiều người hỏi, có nhà ý hỏi là muốn hợp tác với Vũ Chí. Trong nước cũng có mà ngoài nước cũng có. Nhiều người muốn bán thương hiệu để nhượng quyền này kia tùm lum hết nhiều lắm. Nhưng mà bên anh không có ý định đó. Chỉ có muốn là cho chính hai anh em anh làm thôi. Cái vấn đề này là, nói chung là chuyện của người ta, anh cũng không tiện là xen vô, cũng không tiện phê bình gì hết á. Nói chung thì cái nào của mình thì nó sẽ mình làm sẽ tốt hơn, là giống như là cụ chung, cụ chung giống như là cha chung không ai khóc vậy đó. Cái đó khó nói lắm. Thì mình đào tạo học viên á, thật sự ra các bạn ra đã đạt được mục đích, đã được đạt được mục tiêu tới điểm thì mình mới xuất phát cho bạn đó làm. Còn nếu bạn đó chưa đủ khả năng, chưa đủ lực thì mình tiếp tục cho các bạn học tiếp, tại mình đã có trung tâm dạy. Thành thử ra các bạn không đủ khả năng, các bạn sẽ tiếp tục cho các bạn học, học hoài học mãi, học khi nào đạt đúng tiêu chuẩn của Vũ Chí đưa ra thì các bạn sẽ mới được làm tại Vũ Chí. Không bao giờ mà dám tự mà nói mình là ông hoàng hay là cái gì hết. Nhưng mà cái điều mà là barber shop lâu năm thì anh nghĩ Anh là có thể là anh cũng là một trong những barber shop lâu năm của Việt Nam mình. tại vì không có ai mới làm cho mình suốt đời hết á. Các bạn cũng phải có cái riêng, phải có cái cầu tiến riêng cho các bạn. Khi các bạn đi như thế nào thôi, đó là cái quan trọng. Các bạn đi có nghĩ tới tình cảm của người thầy của mình không, hay là các bạn đoạn tình các bạn đi thì nó là một vấn đề khác. Ví dụ như là một người mà học xong đi ra, sư phụ con chuẩn bị ra riêng 1-2 tháng nữa, 1-2 tuần nữa con ra riêng, sư phụ coi lúc nào hợp lý thì báo cho con. Cái đó thì anh rất vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ.
kiếm mặt bằng giùm, thậm chí là có thể là tài chính con không đủ thì cho con hỗ trợ cho con mở cũng được, không thành vấn đề. Đối với người khác anh không biết, nhưng mà đối với bên Vũ Chí, cái quan trọng nhất là đạo đức rồi mới tính tới tài nghề. Chứ dù giờ giỏi cách mấy mà đạo đức không tốt thì bên anh không nhận. Mà lúc sau này á, là bên anh chủ yếu là để chỗ cho học viên bên anh ra, chứ không có nhận thợ ngoài nữa. Nhiều bạn này học xong rồi không biết làm gì, và gia đình thì lúc nào cũng muốn là con này học cho tốt để mà sau này có tương lai hơn. Nhiều người cũng không có nghĩ tới là về ngành tóc này sẽ phát triển tốt như thế nào. Nhiều gia đình thì cứ nghĩ học tóc chỉ là biết rồi kiếm đồng ra đồng vô, đại khái là thu nhập ổn định cho bản thân thôi. Nhưng mà các bạn đã thấy bố trí ra hiện nay là đã có 8 cơ sở. Thành thử ra là các bạn đừng có nghĩ là tiền tóc là sẽ sẽ không đạt được tới chuẩn thôi nhé. Hiện nay quản lý của Vũ Trí hiện nay là thật sự là mức lương cao hơn mức giám đốc bây giờ. Nếu mà mức thấp nhất thì tháng nào mà vắng nhất thì cũng phải 30 triệu một tháng. Là đó là mức thấp nhất. Còn cái đó là cao hơn nữa. Chưa tính tới tổng quản lý mà chưa cả team tiếp nữa. Trước mắt là sẽ hướng theo nghề của mình, nhưng mà nếu mà mấy bé không thích thì cứ thích làm nghề nào thì cho tự do thôi. Thì cũng phải theo ý kiến của con thôi, chứ không nhất thiết là nó phải ép nó theo ngành của mình.